Dưới làn nước biển xanh thẳm, băng nhóm cá mập nguy hiểm đang đi săn. Băng nhóm này đáng sợ đến mức bất cứ khi nào chúng mở miệng, các con cá đều chạy tán loạn. Nhưng một con cá vàng ẩn mình trong một táp lớn trên biển không may mắn như vậy. Nhìn kìa, chúng ta đã tìm thấy một bữa ăn tuyệt vời. Chiến thôi nào. Bằng nhóm cá mập chuẩn bị ăn thịt con cá vàng, nhưng sau đó chúng lại nhìn thấy một con cá lớn hơn đang bơi trên đầu. Nhìn này, con cá đó lớn hơn, hãy chén nó đi. Tuy nhiên, bọn chúng đã nhận ra rằng con cá lớn mà chúng muốn ăn thực chất là một con cá đồ chơi. Lúc đó thì quá muộn rồi. Ở cuối lưỡi câu của ngư dân: Ôi, răng của tao đau quá. Ôi, mũi của tao cũng bị đau quá. Trong khi bọn chúng đang bận rộn với con cá đồ chơi, con cá vàng đã chạy trốn và thoát khỏi chúng ăn thịt. Vì mày mà chúng ta đã mất bữa trưa. Biển đẹp, không chỉ có một mình bầy cá mập. Nó rộng lớn và rất nhiều những gia đình cá đầy màu sắc, dễ thương và hạnh phúc. Nào, đã đến lúc vào nhà rồi đấy. Nhưng mẹ ơi, các con, chúng ta phải đi kiếm gì ăn. Cho các con nên ở trong nhà khi mẹ đi vắng. Mẹ ơi, cho chúng con đi với mẹ nha. Đi mà mẹ. Không, con yêu, điều đó quá nguy hiểm. Ngoài kia đầy rẫy cá mập. Nào, các con vào nhà đi. Và nhất định không được nói chuyện với người lạ nhé. Ba con cá đỏ vào nhà của mình. Đó là một con tàu bị chìm. Bằng nhóm cá mập nhìn thấy gia đình cá đỏ và chúng đã muốn bắt cá mẹ ngay tại đó. Ôi, một con cá mẹ siêu ngon. Và lần này chắc chắn đây không phải là một món đồ chơi rồi. Đại ca cá mập bất ngờ chặn những tên trong băng nhóm đang muốn tấn công cá mẹ. Ngưng lại, thay vì ăn một con cá, tại sao chúng ta không ăn hết cả ba con cá ẩn bên trong con tàu bị chìm nữa chứ? Các người nghĩ sao? Hả? Đúng vậy. Ông thật thông minh thưa ông chủ. Hãy cùng nhau đi chén cả ba con nào. Không nhanh như vậy đâu. Chúng ta sẽ không tấn công những con cá này ngay lập tức. Bởi vì trong khi chúng ta đang cố gắng chui vào ngôi nhà nhỏ bé của bọn chúng, với thân hình khổng lồ này, chúng có thể dễ dàng trốn thoát. Chúng ta phải lập ra một kế hoạch. Loại kế hoạch gì vậy thưa ông chủ? Mày hãy đi và đợi ở một nơi yên tĩnh. Còn kế hoạch thì cứ để tao tính đi. Vì thế, cá mập đại ca đã lang thang giữa các san hô đỏ để ngụy trang. Nó sơn mình màu đỏ để ngụy trang thành một thành viên của gia đình cá đỏ. Sau đó, nó tìm thấy một đám rêu có hoa văn màu cam. Để che đi chiếc dây nguy hiểm của mình, nó ném rêu lên lưng và che đi chiếc dây nhọn của mình. Cuối cùng, nó đã mua những chiếc bánh quy rêu yêu thích của cá đỏ. Không loài cá nào có thể cưỡng lại những chiếc bánh quy này. Con cá mập đã bơi về phía nhà của con cá đỏ và dùng mũi gõ vào cửa. Ai vậy? Bà là bà già cá đỏ bán bánh quy rêu. Cháu có muốn uống một ít không vậy cháu yêu? Bánh quy rêu. Những con cá đỏ còn nhỏ và rất hào hứng với bánh quy. Vì vậy chúng muốn ra ngay và mua một ít. Dừng lại, các anh, mẹ đã dặn là chúng ta không được nói chuyện với người lạ mà. Một trong những anh em cá đỏ nhìn ra qua lỗ nhỏ trên cửa. Nhưng bà ấy không phải là người lạ, bởi vì bà ấy là một con cá đỏ giống như chúng ta mà. Vậy là anh em nhà cá đỏ đã ra ngoài. Để bà đưa các cháu về nhà. Nhà của bà còn nhiều bánh hơn nữa đấy.
những chú cá đỏ đi theo con cá mập, trong khi con cá mập ranh mảnh đang suy tính cách ăn chúng. Một chiếc cần câu bỗng rơi xuống đầu của hắn ta, cạo đi một lớp rêu bám trên dây. Vào lúc đó, những chú cá đỏ nhận ra rằng hắn chính là một con cá mập. Hắn là một con cá mập. Vậy thôi. Một trong số chú cá đã trốn sau tảng đá, chú khác thì trong dãy san hô. Và chú khác thì trốn dưới phiến đá. Nhưng cá mập đại ca đã nhìn thấy từng chú cá và bắt được cả ba. Chúng ta sẽ có một bữa tiệc vui vẻ với bạn bè của ta. Chỉ một trong số họ thoát được khỏi con cá mập và bơi nhanh về phía nhà của mình. Vào lúc đó, cá đỏ mẹ đã rất sợ hãi khi không nhìn thấy các con của mình trong nhà. Ôi, không! Các con đang ở đâu? Cá mẹ chuẩn bị đi tìm con của mình. Nhưng sau đó, cô thấy một chú cá đang bơi vội vàng về phía mình. Mẹ ơi, cá mập đã bắt cóc các anh rồi. Con biết họ đang ở đâu, chúng ta có thể cứu họ. Cá mẹ đã khôn ngoan quyết định tìm kiếm sự giúp đỡ từ cá voi khổng lồ Willy. Và sau đó, ba người họ bơi cùng nhau đến nơi băng nhóm cá mập ở. Băng nhóm cá mập chuẩn bị có bữa ăn tươi, thì chúng ngạc nhiên khi biết rằng chỉ còn lại hai con cá. Nhưng mà chỉ có hai con cá đỏ ở đây thôi, thưa ông chủ. Hả? Cái gì? Sao lại như thế được? Tôi nghĩ ông chủ chắc đã bỏ lỡ một trong số chúng rồi đó ông chủ à. Đúng thế, chính tôi đã bỏ chạy đấy. Hả? Đó là khi băng nhóm cá mập nhìn thấy con cá voi lớn Willy. Và chúng rất sợ hãi. Bằng cách này, trong khi đó hai con cá đỏ nhỏ đã được cứu thoát. Willy ngay lập tức há to miệng và bắt được cả ba con cá mập. Cứu! Không phải ở đây! Chúng mày có dám săn cá con lần nữa hay không? Hả? Nói tao biết. Không. Chúng tôi sẽ không làm như vậy nữa. Không. Cá đỏ có thể trở về nhà an toàn đúng vậy hay không? Hả? Dân. Họ có thể về nhà. Làm ơn làm cho chúng tôi ra khỏi đây. Vậy là gia đình cá đỏ đã trở về nhà an toàn. Và từ đó trở đi, bà chú cá đỏ nhỏ hiểu được tầm quan trọng của việc vâng lời mẹ và luôn giữ an toàn trong ngôi nhà biển xanh của mình.